Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất. Chào mừng các bạn đến với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950, phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, đòi thả các học sinh bị bắt, đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc. Trong thời gian này, có một người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh sinh viên. Sau khi đã dũng cảm hứng chịu những xô đẩy và dùi cui để che chở cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn, anh đã bị trúng đạn, anh đã hy sinh. Người anh hùng ấy không ai khác, chính là Trần Văn Ơn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhân vật này nhé! Tiểu sử của người thanh niên Trần Văn Ơn. Trần Văn Ơn sinh năm 1931 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Giặc tàn phá xóm làng, gia đình anh phải lưu lạc về Sài Gòn sinh sống. Cha anh là ông Trần Văn Nghĩa, là công chức bậc thấp. Mẹ anh là bà Huỳnh Thị Tử. Thuở nhỏ, anh học tiểu học ở thị xã Mỹ Tho. Sau đó cùng gia đình chuyển đi, trú quán tại số nhà 322/10, đường Verolun, Sài Gòn. Hầu hết anh chị của anh đều tham gia phong trào cách mạng. Trong đó có chị là Trần Thị Lễ, liệt sĩ, đã mất năm 1948. Tháng 8 năm 1945, anh thi đậu vào lớp 5 thứ nhất, bậc cao đẳng tiểu học tại trường Petrovsky. Năm học 1948-1949, anh học xong năm thứ 3 bậc cao tiểu, thi vượt lớp đỗ bằng đệ nhất cấp Pháp. Khi Trần Văn Ơn đang học lớp đệ ngũ, nay là lớp 8 trường Petrovsky, nay là trường Lê Hồng Phong, đã bí mật tham gia vào đội vũ trang diệt ác trừ gian của phong trào học sinh sinh viên cứu quốc. Đến năm 1949-1950, khi lên lớp 5 thứ 4 cao tiểu, thì Trần Văn Ơn được đặc cách lên lớp ban tú tài, lớp seconde, tương đương lớp 10 hiện nay, của trường vì đã có bằng đệ nhất cấp. Trần Văn Ơn được coi là một học sinh chăm ngoan, hiếu nghĩa, lễ độ với cha mẹ, thầy cô, bên cạnh học tập, còn tham gia hoạt động xã hội. Từ năm 1947, anh tham gia vào phong trào học sinh yêu nước của trường, tham gia Hội học sinh sinh viên Việt Nam, Nam Bộ. Anh là hội viên mật của đoàn học sinh kháng chiến nội thành, đồng thời nhận nhiệm vụ tuyên truyền, vận động học sinh trong trường, tham gia vào các hoạt động chống thực dân Pháp và chính quyền thân Pháp. Anh được coi là một cột trụ của phong trào học sinh yêu nước của trường Petrovsky. Ngày 18 tháng 5 năm 1949, đội vũ trang diệt ác trừ gian của phong trào học sinh sinh viên cứu quốc đã thi hành án tử hình với hai tên mật vụ là Nguyễn Văn Minh và Trần Tấn Phát. Thực dân Pháp và tay sai càng hốt hoảng càng hung hãn, thể hiện rõ bản chất phát xít. Trước ngày kỷ niệm 9 năm khởi nghĩa Nam Kỳ, 23 tháng 11 năm 1940, 23 tháng 11 năm 1949, chính quyền Pháp đã bắt cóc một số học sinh của trường Petrovsky. Sau sự kiện này đã nổ ra cuộc bãi khóa của học sinh của 10 trường Sài Gòn vào ngày 23 tháng 11 năm 1949. Lúc này, Trần Văn Ơn đang chuẩn bị thi tú tài nhưng vẫn tích cực tham gia cuộc bãi khóa, đứng đầu nhóm học sinh của trường Petrovsky đi biểu tình. Trong giai đoạn này, cuộc kháng chiến của nhân dân ta bước vào giai đoạn phản công. Tại Sài Gòn, các tầng lớp đồng bào cũng tích cực hưởng ứng dưới nhiều hình thức. Biểu tình chống sưu thuế, chống bắt lính, đòi việc làm, học sinh sinh viên bãi trường, bãi khóa liên miên. Giặc Pháp càng thua đau, càng ra sức đàn áp, khủng bố nhân dân các vùng chúng tạm chiếm. Trong đó, học sinh sinh viên cũng bị chúng bắt bớ, giam cầm. 2. Trần Văn Ơn hy sinh với ý chí đấu tranh bất khuất. Để hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của bạn bè yêu nước trong tù, ngày 9 tháng 1 năm 1950, 2.000 học sinh và phụ huynh trường Petrovsky và Gia Long kéo đến Sở Giáo dục Sài Gòn đòi trả tự do cho 5 học sinh bị bắt. Đến 10 giờ sáng, có thêm học sinh các trường Phước Kiến ở Chợ Lớn, Tabert và một số trường tư thục cũng xuống đường hỗ trợ. Cùng ngày, đồng bào đình công bãi thị, công chức không đến sở. Một phái đoàn đại biểu các đoàn thể nhân dân do luật sư Nguyễn Hữu Thọ kéo vào dinh thủ hiến Trần Văn Hữu, đưa kiến nghị đòi trả tự do cho các học sinh bị bắt. Thực dân Pháp và Việt gian trả lời bằng cách bắt giữ cả phái đoàn của luật sư Nguyễn Hữu Thọ
bỏ lên xe bít bùng đưa đi nơi khác. Đồng thời, chúng tăng cường lực lượng bảo vệ dinh thủ hiến, sẵn sàng đàn áp. Thái độ đó làm đám đông phẫn nộ, bùng nổ cuộc xung đột. Những người biểu tình dùng mọi thứ vũ khí có trong tay chống trả quyết liệt với lính Pháp và cảnh sát. Nhà cầm quyền không chịu nhượng bộ. Học sinh không chịu giải tán, tập hợp trước dinh Trương Băng, hô khẩu hiệu. Nhân dân cũng tham gia mỗi lúc một đông, tăng cường bánh mì, thức uống. 13 giờ ngày hôm đó, chính phủ của Thủ hiến Trần Văn Hữu đã huy động một lực lượng lớn cảnh sát để đàn áp phong trào biểu tình, đem vòi rồng phun nước và dùng dùi cui đánh đập tàn nhẫn người biểu tình. Cuộc đàn áp này đã dẫn tới việc bắt đi 150 người, đánh đập 30 người trọng thương tại chỗ. Không lùi bước trước kẻ thù, Trần Văn Ơn cùng một số bạn bè hiên ngang tiến về phía trước, lớn tiếng tố cáo tội ác của chúng, đồng thời che chở cho các em nhỏ ở phía sau. Theo trang tỉnh Bến Tre, trong lúc khiêng nữ sinh Tạ Thị Thâu của trường Gia Long bị cảnh sát đánh ngất, Trần Văn Ơn đã bị trúng đạn vào bụng, trên tay vẫn còn cầm bản kiến nghị. Cùng với các nạn nhân khác, anh được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đã qua đời vào 15 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó. Khi đó, Trần Văn Ơn mới chưa đầy 19 tuổi. Tin này truyền đi như luồng điện làm xôn xao cả Sài Gòn. Học sinh lập tức kéo nhau đến Chợ Rẫy, giữ thi thể anh và chuẩn bị đám tang bằng cuộc biểu tình. Tin này cũng mau chóng trở thành tâm điểm và đồng loạt các tờ báo lớn của Sài Gòn đã đưa tin. Căm thù sôi sục, từ đường phố lớn cho đến các ngõ hẻm, các hãng xưởng, mọi người đều uất hận. Các phương tiện vận tải không chở khách mà chỉ phục vụ chở người già yếu cùng xuống đường. Cả rừng người với rừng biểu ngữ, băng rôn cầm tay, hô vang khẩu hiệu xông lên ầm ầm như bão nổi khắp phố phường. 3. Đám tang Trần Văn Ơn. Đám tang Trần Văn Ơn ngày 12 tháng 1 năm 1950 đã trở thành một cuộc biểu dương lực lượng lôi cuốn trên nửa triệu người đủ mọi tầng lớp tham gia, lên án bọn cướp nước và bán nước. Với sự kiện lịch sử ngày 9 tháng 1 năm 1950, để ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của học sinh Trần Văn Ơn và đông đảo học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội Toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm là ngày truyền thống học sinh sinh viên. Tại Sài Gòn, ngày 12 tháng 1 năm 1950, đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành cuộc biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hè phố tiễn đưa anh. Trước linh cữu anh là hương án có hai câu viết bằng máu của học sinh: chết vì tổ quốc, chết mà vẫn sống, sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời. Sau khi đấu tranh để được sự đồng ý của nhà cầm quyền, ban đại diện học sinh trường và gia đình đã đem xác anh về quàn 3 ngày tại nhà vĩnh biệt đường Thuận Kiều. Họ đã lập bàn thờ, đặt linh vị và quyết định tổ chức tang lễ cho Trần Văn Ơn ngay trong trường Petrovsky. Toàn thể học sinh Petrovsky đã mang băng đen để tang anh. Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1, hàng trăm đoàn thể đủ mọi các giới, công nhân, tri thức, thương nhân, công chức, nghệ sĩ, nhà báo, học sinh đã đến viếng, thắp hương và đặt vòng hoa cho anh. Hơn 300.000 người dân Sài Gòn đã xuống đường ủng hộ. Theo báo Thần Trung, số ngày 14 tháng 1 năm 1950, để hưởng ứng đám tang Trần Văn Ơn, các hiệu buôn người Việt, người Hoa, người Ấn, các hãng tư nhân khác đều đóng cửa ngày hôm đó. Đồng thời các xe rước người đi đưa đám tang đều không lấy tiền. Hàng mấy trăm phu xích lô tình nguyện chở hơn 300 vòng hoa. Đặc biệt trong số đó có vòng hoa của những người Pháp mang dòng chữ Soldats Democrates, chiến sĩ dân chủ. Hai đại biểu học sinh ở Trung và Bắc cũng đáp máy bay vào dự tang lễ. Sau khi tập hợp đông đủ, đúng 7 giờ 30 phút, đoàn người bắt đầu khởi hành, đi qua các con đường của Sài Gòn tới nhà vĩnh biệt đường Thuận Kiều đón thi hài anh. Học sinh mang theo những biểu ngữ, di ảnh Trần Văn Ơn. Dẫn đầu đoàn biểu tình là những nhân sĩ trí thức như Lưu Văn Lang, luật sư Trịnh Đình Thảo, Nguyễn Hữu Thọ cùng một số người Pháp. Ước tính có 25.000 người đã đi trong đoàn, cùng với rất nhiều dân chúng Sài Gòn ở hai bên đường đón tiếp hưởng ứng. Quan tài anh sau khi được đưa ra khỏi nhà vĩnh biệt đã được đưa về nghĩa trang Chợ Lớn để chôn cất. Tại nghĩa trang Chợ Lớn, nhiều điếu văn được đọc để tưởng niệm Trần Văn Ơn. Trong số đó, điếu văn của đại biểu các học sinh sinh viên có đoạn: chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày 9 tháng 1, ngày mà anh Ơn và các bạn học sinh, sinh viên đã đem xương máu, sinh mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm. Tinh thần của bạn Trần Văn Ơn là bất diệt.
Đám tang Trần Văn Ơn được coi là đã trở thành một cuộc biểu dương lực lượng của đồng bào yêu nước Sài Gòn chợ lớn, chống lại chính quyền thực dân Pháp. Sự dũng cảm hy sinh của Trần Văn Ơn cùng nhiều học sinh sinh viên lúc bấy giờ đã để lại bao nỗi tiếc thương và tự hào cho các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam, trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất. Các bạn đừng quên ủng hộ Chân Dung Lịch Sử bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh để cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.